IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hát được không? Hát tặng cho mọi người nghe câu xem. Thiệt á, nghe. Thiệt nào giờ chưa bao giờ nghe Phát La hát hết trơn. À, hát nhạc cung đình nghe chưa? Em không có nhạc cung đình, em nhạc hát nào cũng được. Vậy em hát bây bài giờ không hát nhạc cung đình, em hát nhạc cúng đình cũng được. Đình á. Mình tạm chia tay nhau nhé, nhau nhé, nhau nhé em để ta biết được có. Thì em theo kinh nghiệm của em á là trước khi em đi diễn á là hồi xưa là em có đi hát phòng trà. Hát được. Phòng trà gia đình mình ở trong cái phòng bỏ trà vô hả Cưng? Dạ không, quán cà phê rồi. Cái giọng em banh xé vậy đó mà đi hát phòng trà được đó hả? Đó, có nghĩa là hồi xưa là trước khi đi diễn hài đó là em hát phòng trà, nhưng mà mỗi lần mà tới em lên hát là người ta cười. Khán giả cười, mắc cười, em hát nói chuyện giao lưu đồ đó anh, ta cười quá cái em đi diễn hài luôn. Thì em cũng nghĩ là bé này là trước khi là bé diễn thích diễn xuất là bé cũng thích hát, bé hát rồi không được mới chuyển qua diễn. Ta đẹp quá trời, tao không nói gì thôi mà cái đầu nói có chịu lại khoe hoài chứ gì. Đẹp quá trời tao nói nè. Thiệt luôn á. Thì bây giờ mình không đẹp. Mấy, thường thường mấy người xấu hay chứng minh lắm. Nãy giờ em cũng không nói gì, anh có thấy em đẹp không? Hả? Khi mà mình thiếu răng như vậy, cái hơi mình tống ra nó bị thất thoát quá nhiều qua những cái đường kẽ hở của răng. Vậy thì hát hay không? Không, sùn răng mới dễ hát đấy anh ạ. Sao kỳ lúc vậy? Lúc mà hát cái khẩu hình nó chuẩn lắm. Tại vì không bị răng nó che lại. Nó che lại. Em nghĩ là em bé này hát hay á. Mai đi nhổ răng đi hát hay. Đúng rồi. Với lại mình hát nó sẽ không có đầy hơi đúng không anh? Nó sẽ bị cái đầy hơi là khi em ăn gì em không tiêu á. Như đầy hơi thôi chứ không có ca nào đầy hơi nha Cưng nha. Bé kia phải không? Bé kia phải không? Anh kéo hai con lân nó lại đây. Qua đây. Hả? Ngồi vô lại. Chương trình của người ta con nít rồi cũng tràn vô đây trà trộn để kiếm hình hả? Hai thằng nhỏ kia. Nói. Dạ không có, tại em cũng lặn nít mà. Trời ơi. Dạ. Bữa nay mọi người giải đáp được cái nghi thức. Bữa nay mọi người giải đáp được cái nghi thức. Kiên đứng lên cái biết cân nặng của anh Nghĩa liền. Trường ở Việt Nam mà vậy là bị cô giáo đánh liền. là dằn mặt em á. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.